Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Web Fly hay là Linh Hà Lan. Bây giờ tụi mình tiếp tục cuộc hành trình trên đất Thụy Sĩ. Hiện tại thì giống như các bạn coi cái phần 1 á, thì tụi Linh đang ở trên cái cung đường mà Linh đặt tên là núi Đeo. Thì bây giờ mình cứ từ từ tiến vào nha các bạn. Khi mà mình thấy những cái bức hình hoặc là mấy cái bức tranh người ta vẽ, mình cứ nghĩ là trong tưởng tượng, nhưng mà thật ra thì ngoài đời cũng có nhiều cảnh mà mình có thể nói là không thể tưởng tượng được nó như thế nào luôn nếu mà không tận mắt thấy đàn bò và dê đang ăn cỏ trên chỗ đó. Cái chuyến đi này thì thật sự là Linh rất là mệt, nhưng mà Linh vẫn thấy là Linh rất là thích. Tại vì mình khám phá nhiều cái vùng á. Thường là như Linh nói mấy clip kia mọi người thấy đó, là tụi Linh đến một cái đất nước thôi, một nước, và tụi Linh ở rất lâu đó, khoảng trong vòng 3 tuần. Nhưng mà lần này thì trong vòng 3 tuần tụi Linh đi rải rác 5 nước: Đức, Áo, Thụy Sĩ, Ý và Pháp. Cho nên mình thấy được nhiều cảnh đẹp hơn. Mình đi vào cái đường hầm, nhưng mà cái đường hầm này đường hầm thoáng, đường hầm mở, là nó chỉ có một góc như vậy thôi. Mọi người nãy giờ cũng thấy, chắc Linh cũng thấy clip của Linh là cũng qua vài đoạn đường như vậy rồi đúng không? Hy vọng là cái đoạn đường sắp tới mình sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa cho Linh và cho cả người xem luôn. Giờ thì tụi mình đi xuống dốc, xuống cái chỗ cái eo đó đó. Một cái đường cong vòng vòng, đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy của nhạc sĩ, của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bây giờ thì mình có thể nhìn lên chỗ mình vừa đi qua rồi. Mình đi từ ở trên cao, bây giờ xuống được tới cái dưới này. Nhìn lại một hành trình thật là dài nhưng mà thật là thích. Linh thỉnh thoảng vẫn thấy một vài người đạp xe ở trên khu vực này. Thì Linh không hiểu là họ sẽ đi đâu về đâu. Đây á, đúng là cảnh thần tiên luôn á. Cái kiểu cảnh mà không có thật, mình nhìn tận mắt mà mình vẫn không tin là cái cảnh có thật. Mọi người có xem phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn, có xem rồi đúng không? Thì cái kiểu cảnh nó hoang đường giống vậy á, mà Linh không, thật sự ra Linh không có đủ từ ngữ để diễn tả tất cả những điều mà Linh muốn nói cho mọi người nghe. Cái từ tiếng Việt của Linh bây giờ cũng hạn chế, và thật sự ra tiếng nào của Linh cũng hạn chế từ ngữ hết. Nhưng mà Linh muốn diễn làm sao để diễn tả cái cảm xúc khi mà Linh thấy những cái cảnh này cho mọi người. Trên cái đường đi á, Linh thấy có rất là nhiều nhà ở những cái nơi treo leo. Một căn nhà nha cả nhà, ở bên sườn núi hoặc là gần như ở trên đỉnh núi luôn. Linh tự hỏi lòng là tại sao họ lại chọn những nơi như vậy để họ ở. Nhưng mà thật sự ra nếu mà mình đã
không muốn gọi là tránh xa cuộc đời, không muốn sống ở một nơi xô bồ á, thì đến những cái nơi này sống thì rất là lý tưởng. Linh bây giờ Linh nói thật nha, nếu mà không bị ràng buộc nhiều, không bị gì hết thì có thể chọn một nơi như vậy sống thì thanh bình biết mấy. Zelfs weglopen over het toertje, met het figuurtje. Ja. Cái chỗ này nhỏ, không có lớn lắm. Mình thật sự mình đi nếu mà không dừng chân 15 phút là hết cái chỗ này luôn rồi cả nhà. Và cái chỗ này thì thức ăn và nước uống hơi mắc tí. Mình nghĩ là một phần nó là nước Thụy Sĩ. Thụy Sĩ thì nổi tiếng về những cái giống như là vật va vật vật giá nó hơi cao hơn mấy nước khác, và cái vùng này là vùng núi nữa, cho nên mọi người sẽ thấy là có nhiều cái không phải giá cả nó cao hơn. Nãy giờ mọi người thấy Linh quay một số cảnh là tại vì Linh dừng chân ở chỗ này để nghỉ ngơi, duỗi tay duỗi chân. Và cái làng này là một cái làng nhỏ ở trên vùng núi. Ồ, xe lớn quá. Je loopt de hele tijd in de schaduw, hè? Ja. À, lên nghe tiếng suối, ở đây có suối cả nhà ơi. Cảnh đẹp ghê chưa? Dù là hiện tại bây giờ nước có nhiều lắm. À, Linh quên nói cho cả nhà nghe nữa. Cái vùng này là vùng đặc biệt dùng để trượt tuyết nha cả nhà. Tại vì mọi người thấy là núi giống như là nó cái cỏ mọc mà Linh kêu bằng rêu á, thì nó thấp, và khi mà tuyết nó phủ dày xuống đó thì người ta dễ trượt hơn. Chứ còn nếu mà cái núi nào mà nó có nhiều cây cao quá thì không thể nào mà trượt tuyết được, điều đó rất là nguy hiểm. Và chỗ này là chỗ lý tưởng về trượt tuyết, và họ bán rất là nhiều dụng cụ để trượt tuyết nè, và đồ để trượt tuyết, và giày leo núi nữa. Ở đây thì vừa mùa hè này, mọi người thấy cái dao này không? Dao này là đặc sản của Thụy Sĩ, và cái bộ dao này thì rất là tốt luôn. Cái bộ này thì ở đây bán rẻ có 33 đến 47 đồng, nhưng mà cái bộ của ông xã Linh xài á thì nó cũng thuộc cái hãng này luôn, cũng được sản xuất từ Thụy Sĩ, thì tới 60 mấy euro lận. Cũng có cái loại mắc hơn nữa nha cả nhà. Và đây là đá, nhìn thấy đá là thấy mê rồi. Đây là sô mi khổ á. Kim cương cũng mê nhé nha cả nhà, chứ không phải chỉ là đá thô thôi nhé. Là con nít ở bên này mê đá lắm cả nhà ơi. Một đồng, hai đồng, lại ba đến năm tấc rồi. Mình đi tiếp.
Đây là một cái hồ khác ở trong lòng Thụy Sĩ. Thụy Sĩ thì có rất là nhiều kiểu hồ như vậy, một bên hồ và một bên núi. Linh đi á, thì Linh thấy là cái không khí chỗ này lạnh, hơi lạnh hơn, thì Linh nghĩ là nước trong hồ nó sẽ mát hơn là những cái hồ ở bên Ý. Tuy nhiên Linh thấy là cũng có nhiều người bơi nè, chèo thuyền và chơi những cái trò chơi ở trên sông nước. Mình nhìn á, là mình muốn nhảy ùng xuống mình tắm, tại vì trong xe thì hơi nóng hơn so với không khí bên ngoài. Bây giờ là hơn 6 giờ hơn, cho nên tụi Linh phải tìm chỗ ăn và tụi Linh muốn xây dựng lại cái gọi là cái gì giờ giấc để cho đúng giờ ở Hà Lan á cả nhà, tại vì mình ở Ý thì mình ăn quá trễ. Cho nên khi mà về tới đây Thụy Sĩ rồi, dần dần nó tiến tới Hà Lan rồi, Linh không muốn ăn trễ giống như là ở Thụy Sĩ nữa. Và tụi Linh ghé vào một cái nhà hàng này. Cái nhà hàng gần như là duy nhất ở khu vực này luôn á cả nhà. Tại vì cái chỗ này là Linh đi sạc pin, sạc điện cho cái xe điện của mình á, thì nhìn xung quanh nó không có cái nhà hàng nào khác hết. Cho nên thôi tụi Linh vào trong đây tụi Linh ăn thử coi là cái nhà hàng này nó có món gì không. Tại vì Linh thấy khi mà tụi Linh vào thì Linh thấy là bàn người ta đã đặt hết rồi và cũng có nhiều khách ăn lắm, thì Linh nghĩ là cái nhà hàng này cũng sẽ ngon. Linh vào nhà hàng Thụy Sĩ nhưng lại ăn món Thái vì quá ngán món châu Âu rồi. Và Linh thấy cái món này họ làm giống như canh như vậy chứ không phải là curry nữa. Linh ăn thì Linh thấy được thôi, không có đặc sắc nhưng mà cũng không có dở. Anh xã Linh thì ăn món châu Âu. Đồ ăn bên đây thì mắc gấp 2 ở bên Ý nhưng mà Linh thấy họ trưng bày nhiều hơn. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành theo dõi clip của Linh từ đó đến giờ và mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.